đang trên đường đến một ngôi làng nhỏ xinh nằm bên cạnh những quả đồi. Ngôi làng này nằm ở xã Cao Mã Pờ thuộc huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. Không biết là phía bên trong này thì là người đồng bào dân tộc gì, bởi vì đây là một khu vực giáp biên, thì ngoài người Hán Hoa ra không biết là có những người đồng bào khác nữa không, ví dụ như là người Mông hay người Giấy. Thì đây chính là cái con đường mà để đi vào phía trong ngôi làng đó. Cảnh sắc ở khu vực này thì nó không quá hùng vĩ như những cái vùng cao hơn như là Đồng Văn hay Mèo Vạc, nhưng mà ở trong này được cái khí hậu rất là mát vì nó nằm ở độ cao khoảng 1.500 đến 1.800 mét so với mực nước biển, nên là lúc nào nó cũng trong cái tình trạng là mát mẻ. Đấy, thậm chí là có những cái con suối nhỏ bắc ngang qua đường như thế này. Đường vào ngôi làng thì hiện tại chưa được đầu tư xây dựng, mới đang chỉ là những cái con đường mòn nhỏ như này thôi, nhưng mà có những cái dấu vết của phương tiện cơ giới, đấy, xe máy đi vào bên trong. Và ngôi làng này thì có điện và cũng có sóng điện thoại rất là căng, rất là khỏe. Khi mà nhìn trên cao thì những cái nếp nhà ở trong này tôi thấy thì cũng khá là hiện đại, vì họ làm bằng những cái mái tôn màu xanh. Và cái điều đó lại khiến mình có một cái cảm giác là đây là một ngôi làng có điều kiện và có đời sống rất là tốt. Phía bên kia chính là ngôi làng Chín Chu Lìn của anh Pao mà hôm buổi sáng mình có gặp anh ấy. Anh Pao thì là một chàng trai người Hán Hoa cũng rất là thân thiện và đáng yêu. Anh có chỉ cho mình sang bên này, nếu mà muốn đi khám phá thì qua bên này. Đấy, ngày hôm nay mình quyết định sang đây chơi một chuyến. Càng đi sâu vào trong thì cảnh sắc nó càng khiến mình trầm trồ hơn. Đây này, có một cái mỏm đá mà nó giống như một cái cổng chào ấy, sừng sững ở đây. Rất là đẹp. Ồ, con đường này cũng không hề đơn giản nha mọi người. Này, chỗ này trông nó còn khá là âm u đấy. Có rất nhiều tiếng chim muông hót và cả tiếng suối nữa. Nó đủ cho chúng ta cảm giác thư giãn. Tiếng của động vật, chim muông, rồi tiếng của cây cỏ thiên nhiên, đó là những cái âm thanh mà ở thành phố chúng ta không thể nào có được. Nhưng mà khi lên đến đây thì nghe những cái âm thanh này, cảm giác nó rất là bình yên và nhẹ nhàng. Đây này, ở phía bên dưới này còn có những cái con suối nó vẫn còn nguyên sơ luôn mọi người. Đấy, cái âm thanh suối chảy này nghe đi ngủ ấy, cực kỳ sướng luôn. Nếu mà mình làm được cái ngôi nhà gần suối thì cái tiếng suối nó cứ đều đều ấy, nó có một cái tần số gì đấy, nó khiến mình dễ chìm vào giấc ngủ lắm. Nếu mà bác nào mất ngủ thì có thể nghiên cứu làm những cái căn nhà gần những con suối như này. Tôi nghĩ là sẽ cải thiện được cái chuyện mất ngủ rất là nhiều. Ngôi làng này cũng đi vào khá là sâu đấy. Để tiếp cận được cái ngôi làng thì tôi đã đi khoảng gần 15 phút rồi, nhưng mà vẫn chưa thấy một bóng người nào luôn. Cái thời điểm này đang là thời điểm vào năm học nên là cũng rất khó để gặp được trẻ em, các bạn học sinh. Hầu như là chỉ có người lớn ở nhà thôi. Thậm chí là thanh niên trai tráng hay là những người chồng cũng không ở nhà cơ, họ đi làm thuê hết. Chỉ còn người già. Đây còn có một cái cầu bằng gỗ rất là thô sơ, nhưng mà được cái con suối bên cạnh thì thực sự là quá đẹp. Nước suối này có khi uống được ấy. Thử làm ngụm nước suối xem nào. Ôi, một chai nước gọi là tinh khiết luôn.
trong veo mọi người ạ. Nó ngọt như là cái nước khoáng mình hay dùng ấy, ngọt lắm. May quá mình cũng vừa hết nước nên là rót thêm một chai như này. À mọi người nhìn này, cái nước nó lạnh đến mức mà cái chai của mình ấy, nó còn đóng những cái hơi như này này. Đấy, để cho mọi người hình dung được là cái thời tiết cũng như là cái không khí ở đây nó lạnh hơn những cái vùng khác như thế nào. Đấy, cái chai nước của tôi nó còn bốc những cái hơi nước như này. Càng đi vào sâu phía trong thì con đường nó càng xấu hơn. Đoạn này cũng đã từng được đổ bê tông nhưng mà hiện tại thì đã xuống cấp hết rồi. Mát quá. Đến cái khoảng này có rất nhiều gió. Mát quá. À đây rồi, tôi đã đến được cửa ngõ của ngôi làng. Đấy, đập vào mắt là một ngôi nhà xây rất là kiên cố đây này. Không biết có ai ở nhà không, cứ thử vào ngôi nhà đầu tiên xem nào. Wow, phía ngoài này họ còn trồng rất nhiều những cái dàn su su như này. Su su ở đây thì chắc chắn là rất là ngon rồi, bởi vì cái thời tiết nó lạnh, nó thích hợp cho cây su su phát triển. Giống như su su ở Tam Đảo ấy, ngọn rất là ngon. Nhưng mà ở đây thì cuối mùa mất rồi, chỉ còn những cái quả già thôi. Một dàn su su luôn, tạo thành một cánh cổng luôn. Một cánh cổng su su để đi vào ngôi làng. Đây rồi, ngôi nhà đầu tiên đây rồi. Ở đấy, ngôi nhà này được xây bằng bê tông, gạch ba vanh, rất là đẹp luôn. Họ làm những cái bậc thang nhỏ lên như này và còn trang trí cả những cây hoa hồng. Wow, khá là đẹp. Ồ, có vẻ như là không có ai ở nhà rồi, vì tôi thấy cửa khóa mất rồi. Nhưng mà cũng khá là đầu tư này, có cả cái đầu thu tín hiệu truyền hình để xem tivi, và đặc biệt là cắm những cái lá cờ Tổ quốc để bảo vệ chủ quyền của đất của mình. Đấy, không có ai ở nhà rồi. Bên này cũng có một ngôi nhà nữa, nhưng mà tôi chưa biết là ở đây là người Mông hay là người Hán Hoa, vì ngôi làng này cũng đang trong một cái tình trạng chung. Cái thời gian gần đây là không có người ở nhà vì trẻ con đi học hết rồi, người lớn đi làm hết rồi. Tôi đi này cũng hơi ghê, rất khó để gặp mọi người. Ồ, đây có cái quả gì này, trông cũng giống quả cà chua nhưng chắc là không ăn được. Rồi, thử đi sâu vào một chút nữa xem là có gặp được ai không. Ồ, ba mẹ con Ngan. Ở đây có những cái sự xuất hiện của Trung Quốc nhá. Đấy, như cả hai cái bình nước nóng như kìa, bình nước nóng năng lượng mặt trời kìa, đều có chữ Trung rất là to. Đấy, đó, tôi bắt đầu thấy có sự xuất hiện của Trung Quốc, đồ dùng Trung Quốc ở đây. Thì nó gần biên mà nên là mấy cái đồ này thì rất là sẵn. Ngôi làng này nuôi nhiều chó dữ quá. Nãy giờ nó sủa mình óng hết cả đầu. Bây giờ tôi sẽ đi sâu vào trong theo cái con đường này để xem có gặp được ai không. Rất có thể là cái chuyến đi ngày hôm nay sẽ công cốc, bởi vì ngôi làng này thực sự rất là vắng người. Mình đứng một lúc chó sủa inh ỏi mà không thấy ai kiểu ra xem là tại sao chó nó lại sủa to thế. Đây thì là một con đường bằng bê tông, không biết là dẫn vào đâu. Ồ, đến đây là cụt rồi. Có một con suối nhỏ. Đây, thử vào cái ngôi nhà này xem sao. Không biết là ở đây là người đồng bào gì và họ có thân thiện hay không đối với một người lạ như mình. Chú ơi, anh ơi, có ai ở nhà không ạ? Chú ơi, anh ơi,
Nhà mình có ai ở nhà không ạ? Nãy nhìn trên cao thì thấy một người đang cõng trẻ con mà. Bây giờ không thấy ai. Ồ. Thôi chết rồi. Có khi họ sợ mình họ đi mất rồi sao ấy. Gia đình này nuôi rất là nhiều lợn này. Chú ơi. Đang ở đâu đấy ạ? À, có người trả lời rồi. Anh ơi, chú ơi. Em nhờ một xíu được không? Ở đây này. Cái sự hiện diện của những cái đồ dùng có chữ Trung Quốc này. Một cái hệ thống năng lượng nước nóng bằng tiếng Trung. Trong này còn có cả máy giặt. Chứng tỏ là nhà này rất là giàu ấy. À, ô đây rồi. Hóa ra là ở phía bên này à. Kệ, cứ nghe thấy tưởng là ở bên này. Chào anh nhá. Ôi, đáng yêu thế. Ôi, con chó này đáng yêu quá. Em đến chơi một tí nhá. Vâng. May quá. Gặp người rồi. Nãy giờ đi mãi chả thấy ai. Vâng. Anh ấy mình là người đồng bào gì? Hán ạ? Vâng, vâng. Anh tên là gì ạ? Anh Thành nhỉ? Ngôi nhà này, đây có phải là trình tường đất không hay là bê tông? Bê tông à? Đất à? Nhưng mà sao nó giống bê tông nhỉ? À, bằng đất à? Vâng. Đây, bây giờ tôi sẽ bước vào ngôi nhà của anh Thành. Ở giữa ngôi nhà cũng là một ban thờ phong cách của người Hoa Hán. Đó. Nhà mình rộng anh nhỉ? Vâng. Nhà cũng có trang bị những chiếc tủ lạnh như này. Chứng tỏ là cũng có điều kiện về kinh tế. Ồ, thậm chí là có một cái chiếc cân rất là to. Cân này chắc là chuyên để cân những cái hàng như là lợn. Bán lợn ấy thì mới dùng những cái cân to như này. Đấy. Cân này có công suất là 150 kg. Đúng rồi. Và bên này thì có một chiếc giường nhỏ để ngủ, hai chiếc giường. Anh Thành, anh ơi, sao một mình anh ở nhà thôi ạ? Ở nhà trông con. À, con anh mấy tuổi rồi? Một tuổi thôi. Một tuổi à? Vâng, thế là anh là người Hán Hoa nhỉ? Đấy là người Hán. Người Hán, vâng. À, anh cũng hút thuốc lào à? Vâng, anh hút đi, em không hút. À, em bé dậy rồi này. Ồ, chú chào em bé nhá. Con trai, con gái đi anh. Con trai. Con trai à? Ồ, đáng yêu quá. Mắt tròn xoe. Ồ, thò tay ra, thò tay ra. Ồ, thì, bắt tay à? Ừ, bắt tay nhá. Bắt tay gái. Trời ơi, đáng yêu quá. Đưa em ra xem đàn lợn được không? Đi, ra xem 20 con lợn của anh Thành nó to hay nhỏ. Bởi vì là... Vâng, đi. Đi, đi. Không, em đi một mình nhỡ nó cắn em thì sao? Không cắn à? Anh đang đun một chút nước. Đun nước à? Vâng. Sang xe này. Vâng. Anh Thành cũng khá là thân thiện nhưng cũng có hơi một chút e dè. Thì thấy tôi là người lạ. Nhưng mà cái việc nuôi được 20 con lợn ở đây thì tôi nghĩ rằng là cũng không hề là điều dễ dàng. Đấy. Ôi dồi ôi. Lúc nhúc luôn. Một đàn lợn luôn. Đây mới là lợn ngon này, lợn đen này mọi người này. Đây chính là cái giống lợn đen mà thịt nó rất là thơm ấy. Đấy, và họ nuôi ở đây thì chắc là họ nuôi bằng những cái đồ ăn tự nhiên như là chuối hay là vỏ thôi. Đây này, rồi ôi, phía bên này có 2, 4, 6, 8, 9, 10 chú gì đấy. Bên này nữa này, lúc nhúc lợn luôn. Ai da, đây là những chú lợn gọi là siêu ngon luôn ấy. Lợn đen, đây cái lông nó dài tướt thật lượt luôn này. Nhà anh ấy nuôi được nhiều lợn quá. Chỗ này mà xuất chuồng thì tôi nghĩ là cũng không hề ít tiền một chút nào. Đây này, có cái con màu nâu nâu kia, trông kiểu cơ bắp to khỏe. Đấy. Ô, ngửi à? Đừng có cắn tao nha. Đừng có chồm lên nha. À đấy, thấy sự xuất hiện thì mình nó đang lao vào này. Ô. À không, ụt ịt.
đàn lợn của anh có giá trị kinh tế rất là lớn. Đó cũng lý giải một phần vì sao mà khi mà nhìn trên cao ấy thì thấy ngôi làng này khá là giàu có, vì nhà nào cũng xây, thì tôi nghĩ là ở đây họ làm kinh tế rất là tốt. Ngôi làng này mặc dù nó hẻo lánh nhưng mà nó khác với những cái bản làng của người Mông mà tôi hay đến. Nhà cửa ở đây cũng to, bề thế và sạch sẽ. Và tôi rất là nể phục họ trong cái việc làm kinh tế. Như gia đình của anh Thành nuôi hơn 20 chú lợn mà có phải là bé đâu, con nào cũng to đùng. Những con lợn đấy mà sức ăn của nó thì chắc chắn là rất là khỏe. Nên là để nuôi được bằng đầy chú lợn cũng gọi là hết hơi ấy. Và theo những gì mà anh Pao nói thì ở cái xã này hôm nay có đám cưới, nên là hầu như là cả làng đi ăn cưới hết rồi, nhưng không gặp được ai. Rồi, nói chung là hôm nay mình đi hơi xui. Nếu mà đi vào một cái thời điểm khác thì có thể là sẽ rất nhiều người dân ở nhà, cả làng đi ăn cưới hết rồi. Còn mỗi anh Pao thì nuôi cái đàn lợn nó nhiều quá nên là anh không thể bỏ đi được, nên là anh phải ở nhà trông con và trông 20 chú lợn thôi. Bây giờ thì tôi thử xuống một cái gia đình phía dưới này, thấy là khang trang sạch sẽ nhất ở cái ngôi làng này, để xem là gia đình ấy như thế nào. Tôi không có ý so sánh đâu, nhưng mà khi mà vào đến cái ngôi làng của những người Hán Hoa ở khu vực biên giới như này thì tôi thực sự rất là ngưỡng mộ họ. So với những cái ngôi làng khác thì ngôi làng ở đây họ làm kinh tế rất là tốt. Đó. Thì mình không có ý so sánh đâu, nhưng mà khi đi nhiều bản làng hơn thì mới tự ngộ ra, tự có một cái cảm nhận riêng của bản thân mình. Thì đồng bào người Hán Hoa ở đây họ rất là khéo trong cái việc làm kinh tế. Nhà cửa đàng hoàng, sạch sẽ, khang trang. Chỉ tiếc là cái đường đi quanh làng thì nó chưa được đẹp cho lắm. Đây rồi. Điển hình như cái ngôi nhà này này. Đấy. Cũng rất là khang trang sạch sẽ. Con chào bà. À, bà nói được tiếng Kinh à? Tốt quá. Thế con vào nhà chơi nhá. Bà ơi, đây là quả gì? Quả bí à? Ôi sao trông nó giống quả dưa hấu nhỉ? Không biết đây là cái giống bí gì mà nhìn giống dưa hấu thật. Đấy, cái lớp vỏ của nó cũng rất là đẹp này. Và nó còn leo từ cái mái nhà đi xuống như này. Trông như kiểu một cái đèn lồng ấy bà nhỉ. Rất giống cái đèn lồng mà treo ở hiên nhà luôn. Nhà bà nhiều củi thế. Nhiều củi nhỉ. Vâng. À, bà đang nhặt những cái quả đậu như này. Cái này nhặt để ăn hả bà? Vâng. Ồ, chú chào em bé nhá. Chú chú, chú chú. Đấy. Khi mà đi vào những cái bản làng ở thời điểm này thì thường chỉ có người già, trẻ em ở nhà thôi. Còn thanh niên với cả học sinh thì không có nhà bà nhỉ. Đi đâu hết rồi? Đi học đấy. Vâng, nhà người lớn thì đi làm hết nhỉ. Nó đi mình tân cưới rồi. Ờ đấy, đi ăn cưới nữa. Đấy, nhà bà cũng rất là có điều kiện. Có cả đầu thu truyền hình này, và thậm chí là còn xây to hơn cái nhà của anh Thành vừa nãy tôi vào. Phía trên này có rất là nhiều ngô. Hai cái nhà cũng to đùng ở bên trong này, lại không có ai ở nhà, đi ăn cưới hết rồi. Chỉ có tôi với bà thôi. Bà cũng là người Hán Hoa. Vâng. Và bà nói được tiếng Trung Quốc không? Được. Bà thử nói mấy câu con xem nào. Con nghe thử xem mà có hay không. Ví dụ là xin chào tiếng Trung là gì ạ? Cái này đậu này bảo tàu. Đậu là tậu. Không, ví dụ là Ăn cơm này chờ phạm. sửa phàng. Chờ phạm. Còn xin chào thì là gì ạ? Là gì hả bà? Xin chào thì cảm ơn tổ chân ơi. Tủa chân à? Tủa chân à? Tổ chân là Tủa chân à? Còn tạm biệt thì là gì hả bà? Loạn số. Loạn sửa. Loạn sửa. Tủa chân à? Loạn sửa. Nhưng mà cái tiếng Hoa này là tiếng tiếng Trung phổ thông hay là tiếng Trung thiểu số à bà? Bà có biết không? Đây thì nói thì là tiếng Trung Quốc mà tiếng Vâng. này Hán Vâng, tiếng Hán. Thì tôi cũng không biết là gọi là tiếng Hán phổ thông hay là tiếng Hán thiểu số nữa, bởi vì mình
chưa được nghe bao giờ. Tôi có một cái cảm nhận chung là người Hán Hòa ở đây họ cũng rất là hiếu khách. Đây, như là bà cũng có mời tôi vào nhà để uống nước. Bà ơi, bà đâu rồi? Nhà bà giàu nhỉ, có cả tủ lạnh này. Và cũng có một cái cân rất là to, 150 cân như này để cân những thứ to lớn như kiểu lợn, bò. Nhà bà giàu nhỉ? Cái này nghèo mà. Cái này nghèo à? Ừ. Không, cái này không gọi là nghèo, cái này là giàu rồi. Không phải, cái này nghèo, họ xóa nó nghèo à? Họ xóa nghèo ấy ạ? Vâng. Cái nghèo chỉ có mà tôi nhà không có cái gì. Vâng. Cháu chào chú ạ. Ô, chú không đi ăn cưới à? Hôm nay chú không đi ăn cưới à? Con đi rồi. À, con đi rồi à? Chú lấy cái này về làm gì? Cho lợn. Ồ, lợn nó ăn được cái này à? Ừ, lấy về. Chú nuôi bao nhiêu con lợn? Ít mà. Mấy chục con à? Không, 5-6 con. 5-6 con à? Thế là ít hơn nhà anh Thành nhỉ? Dạ. Vâng. Bà cũng vừa mời con vào nhà uống nước rồi. Dạ. Vâng, vâng. Cái này là không biết nó gọi là cây rau gì ấy, nhưng mà nó, tôi chưa thấy cái loại rau lợn nào nó như này cả. Củ rong ấy. Củ rong à? Dạ. À, cây rong riềng à? Ừ, rong riềng ấy. Ồ, nhưng mà lợn nó ăn cây này à ông? Nó phải nĩ này. Vâng. Bưng, xong là nấu. Vâng. Đấy, mặc dù là ngôi làng này nằm sát khu vực biên giới và đều là những người đồng bào dân tộc thiểu số, nhưng mà khả năng nói tiếng phổ thông rất là tốt. Nói không sói mấy. Nói không sói mấy ạ. Dạ. Con thấy như này là quá hay rồi. Ông năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ? Đã gần 60 rồi. À, gần 60 rồi. Đi, ông cháu mình vào nhà đi. Nhà ông giàu thật đấy. Ôi, giàu quá, nghèo bỏ mẹ đi. Nghèo bỏ mẹ à? Nhà xây to ơi là to. Đây, con mời ông uống nước ạ. Đây, đây đây. Vâng. Đây, con mời ông. Ông đi làm về ông ạ. Đây à? À. Uống nước chè. Vâng. Cái này là cái gì, rượu à? Không, nước chè đó mà. À vâng, vâng. Ôi, con cứ tưởng rượu, thấy nó màu nó khác cái không. Chén này. Cái kia là nước trắng. Nước trắng. Nước chè. Vâng. Con mời ông uống nước ạ. Đây, nước đi. Cái nước này lấy từ suối ấy. Cái suối ở phía ngoài đúng không? Ui, lấy xa lắm. Lấy xa lắm ạ. Ui, ngọt nhỉ. Cái nước nó rất là ngọt luôn. Mặc dù nó chỉ là nước trắng thôi mọi người ạ, nhưng mà nó rất là ngọt. Nó uống giống như kiểu cái nước Ba Vi, mấy cái nước khoáng mình hay uống ấy, ngọt thật. Nó có một vị ngọt rất là nhẹ. Nguồn ở xa. Nguồn ở xa. Vâng. Nước phải lấy xa về nó mới ngon, à, nó mới lấy nước. Lấy nước tận nguồn nhỉ, mình dẫn ống về thì nó mới chất lượng. À, tôi cũng để ý là nhà ông cũng có một cái bảo vật đấy, tôi gọi là bảo vật ấy, giống như của nhà anh Pao. Đây này, trong này... Trên đây thì nhà nào cũng có mà. À, nhà nào cũng có cái này hả ông? Ừ. Đây là để đun chè đúng không? Ừ, đun chè đấy. Đấy, cũng giống anh Pao. Đây, một cái... phong cách đun chè rất là đặc trưng ở ngôi làng này. Cái ấm này ông mua từ năm bao nhiêu? Đấy, mười mấy năm. Mười mấy năm rồi cơ ạ? Đấy. Nó như kiểu là một bảo vật của gia đình luôn rồi ông nhỉ? Vâng. Nó làm bằng gì ông nhỉ? Gang à? Gang. Đấy, rất là nặng. Đấy, càng đi nhiều vùng thì càng mở mang ra được những cái... kiến thức cũng rất là hay, cũng như cái vật dụng mà lần đầu mà tôi nhìn thấy luôn. Nhà cháu ở đâu á? Dạ. Nhà cháu ở đâu? Cháu ở dưới xuôi. Cháu đi du lịch chơi, thấy cái bản mình đẹp quá, vào chơi ạ. Vâng. Ông bà cũng thân thiện, đáng yêu. Và ai cũng nói được tiếng phổ thông, đấy là cái mà cháu rất là bất ngờ. Vì không nghĩ là ở cái khu vực biên giới này thì là mọi người lại nói tiếng Kinh tốt như vậy. Vâng. Vâng. Tốt hơn nhiều vùng khác rất là nhiều đấy bà. Dân tộc Mông là ý người biết nó. Các bạn thân mến, càng đi nhiều những cái ngôi làng ở vùng sâu vùng xa ở phía đông bắc của Việt Nam, cụ thể là Hà Giang, thì mình càng mở mang được ra rất nhiều những kiến thức và rất nhiều điều hay thú vị. Cũng như cái ngôi làng ngày hôm nay mình đến thăm, mặc dù là một ngôi làng xa xôi hẻo lánh thôi, nhưng mà người dân ở đây rất thân thiện và rất là giàu có. Theo tôi
theo tôi cảm nhận là như vậy. Còn ngày hôm nay thì trời cũng bắt đầu muộn rồi, tôi cũng không có nhiều thời gian nữa, và cái thứ hai nữa là ngôi làng cũng không có quá nhiều người dân ở nhà. Tôi cũng xin phép gia đình bà là để đi về, nếu không thì sẽ bị muộn mất, bởi vì từ đây ra đến trung tâm thị trấn nó cũng rất là lâu. Bà ơi, ngủ đây cũng được mà. À, ngủ đây cũng được ạ. Ôi dồi ôi, bà làm con cảm động quá. Thì chắc là để gần Tết con lên ăn Tết với bà được không? Được mà. Thế à? Thế là gần Tết con lên chơi với ông bà nữa nhá. Vâng, còn bây giờ thì con xin phép đi về đã. Vâng. Thế... bây giờ tối rồi, em ngủ đây cũng được mà. Dạ vâng ạ, thôi để Tết con lên con ngủ mấy hôm với ông bà nhá. Bây giờ tối, tối thì đi đâu ngủ ấy? Con ra ngoài thị trấn ạ. Vâng, thì con chúc ông bà nhiều sức khỏe ạ. Vâng, Tết con lên chơi với ông bà nhá. Vâng, bây giờ con đi về đây ạ. Vâng, con chào bà nhá. Chú chào em bé nhá. Hẹn ngày gặp lại. Nếu có nhiều thời gian và điều kiện hơn thì có lẽ ngày hôm nay mình sẽ ngủ lại ở đây. Nhưng mà thôi, để một cái dịp khác khi mà ngôi làng đông vui hơn ấy, thì mình sẽ ở lại một đêm. Bởi vì ở đây người dân cực kỳ thân thiện, rất là đáng yêu. Đó, còn bây giờ thì mình xin phép được dừng video tại đây. Cảm ơn mọi người đã luôn yêu mến. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.